Các trợ lý số 1 ông Phạm Mạnh Long, trợ lý số 2 Trần Duy Khánh và trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Phương Nam. Như vậy là trọng tài Ngô Quốc Hưng đã cho trận đấu được bắt đầu. Tuấn Linh đã có mặt ở đội hình xuất phát. Giờ Mai Linh dứt điểm, rất nguy hiểm. Pha dứt điểm vừa rồi là của Phạm Trung Hiếu. Một pha dàn xếp tấn công rất có nét của đội chủ nhà, kết thúc bằng pha dứt điểm rất căng của Phạm Trung Hiếu. Bóng đi ra má lưới. Khởi nguồn là pha chặt bóng rất điệu nghệ của Đào Nhật Minh. Pha nhà bóng lại vừa tầm của Dương Mai Linh để tạo cơ hội cho Phạm Trung Hiếu tung ra một tình huống dứt điểm rất căng trong cuộc 16m50. Xuân Hùng. Quả tạt của Xuân Hùng, Claudia. Có vẻ như bóng đã chạm tay của Claudia, một quyết định chính xác của tổ trọng tài. Claudia đã để bóng chạm tay trước khi tung ra cú dứt điểm. Tình huống dứt điểm của tiền đạo mang áo số 99 đã không thành bàn, nhưng đây cũng có thể là một lời cảnh báo dành cho hàng phòng ngự của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. A Hoàng vừa rồi đã phán đoán điểm rơi không thực sự tốt. Kể từ khi mà đội bóng đất mỏ giành quyền tăng hạng, mỗi khi làm khách tại Cẩm Phả thì Hoàng Anh Gia Lai thi đấu không thực sự ấn tượng. Hài lòng. Đưa bóng ngược trở lại, Claudia. Một pha dứt điểm hụt của Claudia. Không phải, đó là một tình huống dứt điểm rất đáng tiếc. Claudia chạy cắt mặt, nhưng khi mà anh quyết định tung ra cú dứt điểm thì cái chân trụ của Claudia đã khiến cho trái bóng nảy lên phía trước. Chúng ta cùng trở lại tình huống này. Một pha đưa bóng rất tốt vào phía trong của Hai Long. Tốc độ của Dương Mai Linh. Dương Mai Linh vẫn đang là Dương Mai Linh. Dứt điểm vẫn không vào. Tỷ số được mở dành cho đội chủ nhà, lại là Claudia. Nhưng công đầu của bàn thắng này phải kể đến pha đi bóng cực kỳ tốc độ và dứt điểm quyết đoán của Dương Mai Linh. Bàn thắng thứ hai của Claudia cho đội bóng đất mỏ ở mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng rất quyết đoán và đây tốc độ của Dương Mai Linh. Một pha dứt điểm ở góc hẹp, bóng chưa đi qua vạch vôi trong tình huống này. Điều Ngọc chỉ có thể cứu thua trước sự áp sát của Giang Trần Quách Tân. Nhưng ở một tình huống như thế này, chẳng có ai theo kèm Claudia và tiền đạo mang số 99 đã tung ra một pha dứt điểm khi mà khung thành đã rất rộng mở. Rõ ràng bộ đôi trung vệ A Hoàng và Damir Memovic, đây là dàn sao bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai: Trevor Watt, Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Văn Thanh và cả Tuấn Anh nữa. Tất cả đều đang chăm chú theo dõi trận đấu. Rất khó để đưa bóng vào phía trong. Giờ Mai Linh chuyền ngược trở lại cho Hai Long. Quá tắt. Lại là một pha phán đoán điểm rơi không thực sự tốt của Damir Memovic. Sự đáng tiếc của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Có vẻ như Claudia đã hơi giật mình. Suýt chút nữa thì tiền đạo mang số 99 đã có một cơ hội dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha phán đoán điểm rơi không tốt của Damir Memovic. Claudia đã lắc đầu nhưng bóng đã đi trên cột dọc. Hài Long sẽ là người đá phạt góc. Rất nguy hiểm. Một pha không chiến của Claudia. Và lắc đầu đưa bóng về góc xa của Claudia. Bóng đã đi trên cột dọc. Hài Long. Giang Trần Quách Tân. Tốc độ của Hai Long. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phát đền. Người phạm lỗi là Kelly. Một quyết định rất quyết đoán của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Nhưng chúng ta cũng sẽ tiếng này. Một tình huống đẩy sau.
Rõ ràng đó là một tình huống đẩy sau của Kelly. Ở góc quan sát như thế này chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn tình huống phạm lỗi của Kelly. Zermaling rất chính xác, Zermaling đã đánh lừa được Biểu Ngọc, 2-0 dành cho Thanh Quảng Ninh. Và đó là bàn thắng thứ 6 của Zermaling ở mùa giải năm nay. Không tạo ra được quá nhiều những tình huống ép sân như trong hiệp 1 sẽ thi đấu khởi sắc hơn. Nhưng đây là tình huống mà Biểu Ngọc đã bị đánh bại. Một pha dứt điểm bằng lòng rất căng của Zermaling đánh lừa Biểu Ngọc. Rất dễ dàng. Cuối cùng thì Zermaling đã có được bàn thắng thứ 6 Thanh Quảng Ninh trước khi bước vào trận đấu này. Nhưng khi nhìn vào danh sách đội xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai thì điều đó càng được khẳng định hơn. Nếu như có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay, Thanh Quảng Ninh sẽ có được 28 điểm. Đội bóng đất mỏ cần phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới có thể xem mình đứng thứ 3 hay thứ 4. Nhưng quan trọng hơn vào lúc này thì Thanh Quảng Ninh đã san bằng điểm số với câu lạc bộ Sài Gòn. Nguyễn Phong Hồng Duy, Xuân Trường, Anh Đức. Đường chuyền theo bài của Anh Đức, nhưng khi đưa bóng ra biên thì Anh Đức lại chuyền trúng người của Văn Toàn. Và đợt tấn công của Hoàng Anh Gia Lai đã bị chặn lại một cách khá đơn giản. Dương Mai Linh. Rất khéo, pha xử lý rất ngẫu hứng của Dương Mai Linh. Xuân Trường, cơ hội phản công dành cho Hoàng Anh Gia Lai, Anh Đức. Đường chuyền lỗi của Anh Đức vẫn đang là các cầu thủ khách. Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn, Kelly, Bảo Toàn, A Hoàng, lại là Kelly. Đường chuyền rất bình tĩnh của Xuân Trường. Một đường chuyền sai địa chỉ của Kelly. Hai Long, một pha chạm bóng đầy tinh tế của Hai Long. Dương Mai Linh, vẫn đang là Dương Mai Linh, dứt điểm 3-0 dành cho Than Quảng Ninh. Một tình huống dứt điểm chéo góc rất quyết đoán của Dương Mai Linh. Cú đúp dành cho tiền đạo mang áo số 91. Và đây mới là tình huống ăn mừng quen thuộc của Dương Mai Linh. Phút thứ 65, tỷ số đã là 3-0. Cú đúp của tiền đạo người Jamaica trong trận đấu ngày hôm nay, một pha độc diễn. Và Zermaling thường là như vậy, anh thường xuyên tạo ra những tình huống dứt điểm rất bất ngờ. Một bộ mặt rất thất vọng của thủ thành Biểu Ngọc cũng như ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền một chạm cũng rất tốt của Claudia. Bóng khẽ chạm mép trong cột dọc và đi vào khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Trần Bảo Toàn đã không thể ngăn chặn tình huống đi bóng của Zermaling. Nhưng có thể nói Zermaling đã đưa ra một quyết định quyết đoán và táo bạo làm bất ngờ toàn bộ hàng phòng ngự của anh Gia Lai. Pha ăn mừng quen thuộc của tiền đạo mà số 91. Cách biệt bây giờ đã là 3 bàn. Và tỷ số này càng khẳng định chắc chắn hơn chiến thắng dành cho Thanh Quảng Ninh trong trận đấu ngày hôm nay. Sẽ là những phút thi đấu hết sức thoải mái của Than Quảng Ninh trong những phút còn lại. Như vậy là Trevor Watts đã được tung vào sân. Chính xác là như vậy, Trevor Watts đã vào sân để thay cho Anh Đức.